trùng xa, ai vẫn hát vang. Kính thưa quý đồng hương, trên đời không có nỗi đau nào có thể so sánh được với cái đau của người mắc bệnh phong cùi. Cuộc đời của họ sao quá bất hạnh, ngoài các cơn đau về thể xác, họ còn bị người đời xa lánh, hất hủi. Để xoa dịu phần nào nỗi khổ đau đó, nhân mùa chay, mùa yêu thương, mùa bố thí, xin quý vị rộng tay ủng hộ và giới thiệu chương trình xổ số giúp cho bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. Mỗi vé chỉ có $2, lô độc đắc trúng xe Honda Accord 2012, vé sẽ xổ số vào ngày đại nhật hồi Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2012. Dù xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Phong đơn kia gánh vào.